Cho bạn thử. Ngon hay dở? Ngon. Ừ. Ngon cá nữa bơ. Ồ, ngọt kìa. Cá này bự nè. Ừ. Cá này, đó. Đúng rồi. Bước cái chín á, để cho nó tự bước vui. Đây này kia nè. Đây kia. Đây nè, cái vàng này cái này. Cái vàng vàng đó bà. Đấy, cái này. Cái nào không thấy không thấu mà lấy ghế. Cái này bà. Cái này là bà. Ừ, đúng rồi. Con lá. Đây nè, đây nè, cái quả này to này con. To to nhất hả? Đó. À, đi qua đi. Còn trái nào màu vàng. À đây đây. Đấy không, trái, à một trái thôi, một trái vàng thôi. Ừ. Một trái xanh thôi. Đúng rồi. Đây này con này, nè. Nhiều lắm kia nè. Cái này bà, chỗ này có trái vàng nữa nè. Vàng đấy. Ừ, ok con. Ô, thấy thế nào vàng. Cái này cũng vàng nè. Ừ. Đây này, đây này. Rồi. Cái này nữa. Rồi. Cái này bên cây này con này. Kia, đây này. Cái này nè. Ừ. Đấy đi. Đây. Đây này. Có trái chín thôi rồi nè. Thế nào vàng bà? Đó, con ưng bức ra thấy thế nào vàng con bức đi. Dạ, được, à, ở ngoài này cũng nhiều đi anh. Kinh, đây nè. Có trái vàng nữa bà. Đây, đây nè. Cái đỏ nè. Đây nè, đừng có bức trái xanh nha. Có trái vàng đâu? Chín nè. Còn chín đâu? Đây nè, quả là chín nè. Đó. À, con ưng bứt cây nào con bứt đi. Con thích cây nào, con thích cây nào thì con bứt. Ăn thử nè. Con ăn thử cho bạn coi thử nè. Đây, ăn thử đi. Ăn thử tao. Ăn thử coi có ngon hay vậy. Rồi con ăn thử một miếng đi, cắn đi. Cho bạn thử. Ngon hay vậy? Ngon. Ừ. Ngon cá nữa bà. Ồ, ngọt kìa. Cá này bự nè. Ừ. Cá này, đó. Ừ, ngọt kìa. Apple. Nhiều quá kìa. Đẹp. Cho vàng nè bố. Rồi không. Ba đem hai táo để bị cái loại ăn đúng không? Ừ. Ở đây có hai táo nữa nè bố. Chín rồi nè.